Xin chào tất cả các bạn. Mình tên là Trần Thiện Long, hiện là ủy viên ban chấp hành đoàn trường Đại học Bạc Liêu. Và mình cũng là sinh viên năm 3, chuyên ngành nuôi trồng thủy sản thuộc khoa nông nghiệp. Với tinh thần xung kích, trách nhiệm, gương mẫu, trung thực, sáng tạo, thân thiện, thường xuyên học tập, tích cực rèn luyện kỹ năng, hôm nay mình vinh dự đại diện cho đoàn trường Đại học Bạc Liêu tham gia cuộc thi bí thư đoàn cơ sở giỏi do tỉnh đoàn Bạc Liêu tổ chức. Mình xin giới thiệu đôi nét về bản thân mình nhé. Mình cao 1m65, năm nay mình 21 tuổi. Mình rất thích thể dục thể thao, thích ca hát và đặc biệt rất yêu môi trường. Mình rất thích trồng nhiều cây xanh. Như các bạn đã biết, ngoài giờ học chuyên môn, chúng ta có những hoạt động bên đoàn hội, chương trình thiện nguyện giúp chúng ta giải trí, giải tỏa áp lực học tập, vui chơi. Bên cạnh đó, các chương trình đoàn hội còn giúp chúng ta trau dồi hơn các kỹ năng cần thiết như kỹ năng nói trước đám đông, kỹ năng tổ chức chương trình. Ngoài ra, chúng ta còn được giao lưu học hỏi từ các thế hệ đi trước, hoàn thiện bản thân và trưởng thành hơn mỗi ngày. Đến với đoàn khoa nông nghiệp, đoàn khoa nông nghiệp luôn đồng hành với các bạn sinh viên đi qua nhiều hoạt động chuyên môn lẫn cả hoạt động đoàn, như tạo ra các cuộc thi lành mạnh, vui chơi bổ ích như là tiếng hát sinh viên khoa nông nghiệp, hội thao chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, và luôn nhiệt huyết tham gia trong các hoạt động hiến máu tình nguyện, tìm hiểu về HIV AIDS, các lớp kỹ năng sống do đoàn cấp trên phát động và đạt được nhiều thành tích. Ngoài các hoạt động trên, đoàn khoa nông nghiệp luôn tổ chức các hoạt động chuyên môn dành cho sinh viên để tham quan các mô hình thực tế nuôi trồng thủy sản ở Bạc Liêu, đồng bằng sông Cửu Long và cả miền Trung nữa. Ngoài ra, các bạn được tiếp xúc với các thầy cô chuyên môn giỏi thực tế ở trường và luôn được hỗ trợ tham quan, tham gia vào các nghiên cứu khoa học về nuôi trồng thủy sản. Với sứ mệnh Bạc Liêu là thủ phủ nuôi tôm và là nơi cung cấp tôm cho cả nước. Cuối lời, tôi xin chia sẻ, tuổi trẻ rất quý giá, chúng ta cần phụng sự, cống hiến cho đất nước và trở thành nguồn nhân lực giỏi về chuyên môn, vững chắc về đạo đức. Và quan trọng hơn nữa, chúng ta phải yêu thương bản thân chúng ta mỗi ngày bạn nhé. Và thông điệp cuối cùng tôi muốn gửi đến các bạn đó là hãy bảo vệ môi trường, trồng nhiều cây xanh, giảm rác thải nhựa, tái chế rác đúng cách. Vì chúng ta đang được sống là nhờ vào môi trường sạch. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Mình là Trần Thiện Long.